đó 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 cái chiếc hả, cái này cái gì mà cái nhìn cái trái nó cũng là lạ. Xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì trong cái ngày mà đi qua thăm chị Thanh đó, thì hôm nay thì coi như là cũng giây phút mình nào mình thư giãn, mình giải trí ha. Thì bây giờ coi như là không có video này, không có chị Thanh, cũng không có bé Hương luôn. Thì bây giờ mình có anh Út nè. Bây giờ hai anh em mình đang lơ lửng giữa sông này, giữa cái sông của Cù Lao An Bình ở Đồng Phú. Thì hai anh em đang đi dỡ lưới. Dạ, đang đi thăm lưới nè, lưới cá đó cả nhà. Thì không biết là có hay không thì không biết, nhưng mà cũng muốn đi theo anh lâu lắm rồi, không có đi giăng lưới, không có đi bắt cá nè. Thì cũng theo anh coi hôm nay có bội thu không nha. Rồi cả nhà mình cũng cùng xem hai anh em của mình coi hôm nay thăm lưới như thế nào nha, coi có cá không. Cũng dạ, cướng luôn ha. Rồi, thấy anh đem cái thao bự quá đây mà. Đứng à. Cái ghe nái vậy thì sao anh? Nó rồi thăm cuốn câu luôn. Dạ, cũng hồi hộp quá. Rồi thì cái này đây phải cẩn thận mới được, xuống ghe là phải cẩn thận, vô lãi này chiếc xuồng này nó lắc lắm. Bữa nay thì gió nhiều quá, mình không biết cá nó có chạy hay không. Hôm qua có giăng không anh? Rồi bữa trước giăng được một con cá chép 1 kg mấy luôn. Dài không anh, lưới dài không anh? Dạ, có một dây ha. Thì, cái này cũng dài lắm, 100 mét đó mà tại cắt. Dạ. Này, sông nước miền Tây hữu tình ghê không? Mà thường ở đây dính cá gì anh Út? À, cá chim trắng, cá rô phi, cá linh không? Cá linh lưới này nó lọt, dính cá bự không không nha. Cá nhỏ thì không có dính. Quá vậy có không? Rồi. Đó 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 đó. Ê ê ê. Rồi. Trời ơi, sảy rồi. Cá gì hả? Cá chép. Trời ơi, cá chép nó bự. Trời trời. Trời tức. Tức. Tức hết lên xuồng liền rồi. Trời ơi. Không kịp, nó vậy nó đứt cái lưới đó cả nhà. Nó vậy là cái lưới nó bị lủng lưới. Trời ơi, tức quá. Biết đâu mình thua kêu này mình bài kêu khác, biết đâu là có con bự hơn sao. Ở đây bần quá trời bần nè nha. Ồ, nguyên một cái bần luôn nha. Nguyên một cây bần. Hết rồi nóc. Còn dây nào nữa không? Đây là cây mùa u nè. Này lâu lắm rồi mới thấy lại cây mùa u à. Cây này là cây bần. Còn cái cây này là cây gì mà cái trái nó ngộ vậy ta? Này là cái gì nóc? Nè cái
trái này ngộ quá nè. Cái nhào hả? Cái nhà em biết mà. Nè cái trái nó ngộ quá nè. Nè cái trái nó hình tam giác nè. Nó hình giống như là nó có giác giác ra nè, không biết cái gì mà. Biết nhìn ngộ quá ha. Cái chiếc hả? Cái này cái gì mà cái nhìn cái trái nó cũng là lạ. Lần đầu tiên em thấy trái này luôn nè. Rồi bên đây cũng vậy nè. Đây đi thăm lưới phát hiện cái trái lạ nha. Không biết là cả nhà mình có biết cái trái này trái gì không ạ? Chứ em không biết rồi, nhìn cái này thấy lạ quá mà ở trên sông này rất là nhiều nha. Mà nhìn nó không biết cái này nó có cái loại thuốc chữa bệnh gì không biết nữa. Thì cả nhà mình thấy nếu mà có biết cái trái này là trái gì, nếu mà ở xứ mọi người không có cần trái này thì liên hệ với mình chỉ chỗ cho hái ha. Dạ, cái công này có trị bệnh gì không? Không biết ha. Dạ. Trời ơi, bần ở bên đây quá trời luôn nè. Này hai anh em đi giăng lưới mà có con mà bị sảy tiêu rồi, tức ghê. Dạ, thăm sớm. Trời ơi, cái cây nhãn này quá trời cái nhãn luôn rồi. Nguyên một cây mà nó có kêu bằng là xum xuê. Quá trời. Thấy mê thì chứ, về sông nước miền Tây là thấy nó mát mẻ, nó bình yên mà nó bình dị sao đâu á. Mình ở quê của mình, ở nhà mình thì cũng xứ sông xứ nước thôi. Ủa, rồi cái cây gán à, cây đó cây gán anh Út. Cái bụi gán đúng không? Đó đó. Trong kìa, cái chỗ cái ghe kìa. Kìa, bụi gán nha. Kiếm chỗ bằng nào đi ghé hái bằng nha. Ừ, kiếm chỗ nào có bằng không, mình hái bằng lâu lắm rồi, không hái bằng, không ăn trái bằng nè. Ừ. Tức quá, để giờ chút xíu mà về kiếm bằng ăn. Nay về miền Tây là nhất định phải tìm bằng. Về miền Tây mà không có ăn bằng là coi như là chưa có về miền Tây nha. Bằng rất là nhiều, để chút xíu mình đi lên trên bờ đi, mình kiếm cái chỗ nào có bằng á. Quay lại cho cả nhà mình xem trái bằng nha. Ở đây là xứ bằng mà, rất là nhiều. Nhiều lắm. Thôi cả nhà mình cùng theo chân mình tiếp tục nha. Đi coi coi, cây wow nè. Cái này cây wow nè, phải không? Đúng rồi, cây wow nè, lâu lắm rồi. Coi có trái không anh Út? Trời ơi, mọi người nhớ cây wow không ạ? Cây wow là nó có cái cù nèo đó, nó giống như là cái sừng trâu vậy đó. Như cái lưỡi hái vậy đó, mà không có. Trời ơi, qua cây xài anh Út. Cho em qua cây xài. Thì có bơi ghe, bơi xuồng mà xài ngon quá kìa. Xin trái rồi. Ta cho không? Ôi, mê chưa? Wow. Rồi, cô chú ơi, con ở xa tới cho con xin trái xài ha, trái xài ngon. À. Quá trời đã. Rồi, xin trái thôi được rồi. Này. Trái này xài bưởi nha. Rất là thơm. Nó xài bưởi thì nó có một cái vị cũng rất là đặc trưng là nó thơm lắm. Rồi nó chín nó cũng thơm mà nó sống nó cũng thơm nữa. Ngộ lắm. Xíu lên ăn nha, cái xài non này là mình ăn sống nha, chấm muối ớt thì cũng ngon lắm. Mấy cái bằng này còn hơi nhỏ. Thì chút xíu em thấy mấy cái bằng kia kìa, trái nhiều lắm. Ủa cái bông nè, cái bông nè. Ồ, cái bông. Hey, cái bằng. Trời ơi, đây, lâu lắm rồi mới thấy được cái bằng nha. Trời ơi, nó đẹp. Này, nhìn cái này là nhớ quê, sao chịu nổi. Thiệt á, này nhìn cái này nhớ quê lắm cả nhà ơi. À, hồi xưa là tuổi thơ của biết bao nhiêu người luôn á. Nè không, nhìn nó đẹp mà cái bông nó trắng trắng, nó túa ra mà nó có cái nhị nữa. Rồi ở trên nó có cái màu hồng hồng, rồi có màu xanh nữa. Quá trời đẹp. Rồi đi nó quay. Ở đây nữa nè nha. Đó, đây nữa nè. Ở đây là cách nha.
cái lá cách ăn bánh xèo. Cái này là ăn bánh xèo mà không có cái lá này là coi như không ngon nha. Nhưng mấy trái gì ha, một cái trái gì nó quá trời quá đất luôn à. Mà cái trái lạ thiệt, này phát hiện cái trái lạ. À, cái lá này ăn bánh xèo được hả? Mà bên đây nữa nè, nó đốt quá trời nè đốt. Trời ơi, nó chùm chùm luôn. Cái này phải có giá trị kinh tế là mình bán chắc giàu lắm nè. Này không có bán được nè, phải bán được là chắc giàu lắm. Nè nè, ở đây nè, cắt vô em coi nè, bên kia kìa. Ủa cái này nè, bánh xèo được hả Nút? Trời ơi, trong kia nguyên một chùm luôn. Rồi vậy về miền Tây. Trời ơi, đây 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 đây. Nè, ở trong nguyên một cái chùm hết hồn không? Đây cả nhà. Tới mấy chục trái luôn. Còn ở bên đây nè. Đó. Cái trái nó cũng giống như cái khế vậy đó ha. Nó cứ khía khía vậy đó. Không biết trái gì mà nói. Dạ trái nhào thì em biết. Chị đau nhất xương khớp, nhức mỏi. Dạ. Ok. Lâu. Ôi quá trời ha. Mà trái này nó ngập, nó mọc ở dưới nước ngộ quá. Dạ. Ôi, bần quá trời đã rồi. Để chút xíu mình đi kiếm bần cho mọi người xem nha. Lâu lắm rồi không có được ăn trái bần. Không có nhớ cái mùi giống như là nhớ hoài cái mùi của nó đó. Nó đặc trưng lắm. Cái mùi nó thơm. Dạ. Ở đây có bần thôi mà cây nó còn nhỏ, nó chưa có trái. Để chút xíu nữa mình lên bờ mình đi tìm. Ê. Rồi đi hái được một số bần nè. Ôi ôi mình thấy không, bần ở đây phải nói là rất là nhiều. Mình lụm có chút xíu thôi mà nó nguyên một cái bàn tay của mình luôn nè. Bần ở đây phải nói là rất là nhiều và trái to lắm nha. Lâu lắm rồi, phải nói là tuổi thơ của mình là gắn liền với trái bần nè. Về miền Tây mà cả nhà mình chưa có ăn trái bần này là coi như là chưa có về miền Tây nha. Dạ. Cái bần này rất là thơm và cái mùi rất là đặc trưng luôn. Dạ. Cái này mình ăn chung với mắm sống ha. Là kẹp với mắm sống mình ăn rất là ngon. Và ăn không cũng ngon mà nấu canh chua nó cũng ngon nữa. Thì cả nhà mình nếu mà chưa ăn trái bần này, về miền Tây mà chưa ăn trái bần này là coi như là chưa có về miền Tây nha. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái bần này coi như thế nào nha. Rất là thơm. Nha đây. Ôi. Tắp cái này ra thử nha. Trái này đã chín rồi, nó mềm lắm nha. Rồi tách ra nè, phía bên trong nè. Đó, nó rất là nhìn nó đặc trưng lắm, là cái mùi nó rất là thơm. Dạ. Dính nè. Rồi. À. Về miền Tây chưa ăn trái bần này là coi như là chưa có về miền Tây nha. Rất là chua mà cái vị rất là chua chua ngọt ngọt và cái vị rất là đặc trưng. Dạ. Rất là ngon. Có thể nè mọi người chưa biết cái trái bần này, về miền Tây là nhất định phải kiếm cái trái này ăn thử coi như ngon như thế nào nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Bye bye.